Đang đi trên đường, cô gái bỗng dừng xe lại rồi tập thể dục. Nhưng không ngờ sau đó cô lại làm ra hành động này khiến cho người sống gần đó phải đăng đàn bóc phốt. Cụ thể sự việc này ra sao? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Lúc này đang là rạng sáng, cô gái điều khiển xe máy thấy nhà dân bên đường trưng hai chậu hoa Tết trước cửa. Ngay lập tức, chị này dừng xe, liếc ngang liếc dọc, rồi trộm mất một chậu. Đáng chú ý, trước khi thực hiện hành vi trộm cắp, cô gái trẻ giờ như đang tập thể dục. Sự lươn lẹo của tên trộm khiến nhiều người bất bình.